Thảo Vi xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ được cập nhật ngày 11 tháng 7 năm 2023 trên đài Sài Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin thú vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, dù ở rất xa châu Âu và cũng không thuộc NATO, nhưng Australia là một đồng minh rất thân thiết và luôn sát cánh cùng Ukraine chống lại cuộc xâm lăng của Putin Ngày hôm qua, Australia cho biết đang triển khai máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không tới châu Âu để hỗ trợ thêm cho Ukraine. Thủ tướng Australia Anthony Albanese sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức Olaf Scholz tại Berlin vào thứ Hai đã công bố, chính phủ Australia sẽ gửi một máy bay giám sát đến Đức để giúp theo dõi dòng hàng viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine. Úc, tất nhiên, cách châu Âu rất xa, nhưng một trong những điều mà cuộc chiến này đã làm là nhắc nhở chúng ta rằng trong thế giới toàn cầu hóa liên kết với nhau ngày nay, một sự kiện như cuộc chiến ở châu Âu có tác động đến toàn thế giới, nền kinh tế của chúng tôi đã bị ảnh hưởng và chúng tôi đã bị sốc bởi cuộc xâm lược tàn bạo và sự coi thường trật tự dựa trên luật lệ quốc tế, điều mà chúng tôi từng nghĩ bền vững và lâu bền. Vì vậy, điều quan trọng nhất thế giới dân chủ phải phản ứng bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ. Thủ tướng Úc phát biểu. Theo thông báo, không quân Hoàng gia Australia có kế hoạch triển khai máy bay E-7A Wedgetown trong tháng 6 kể từ tháng 10 năm 2023, với nhiệm vụ bảo vệ các trung tâm hậu cần cung cấp cho Ukraine. E-7A Wedgetown sẽ hoạt động trong không phận châu Âu, nhưng không bay vào lãnh thổ Ukraine, Nga hay Belarus. Việc triển khai lực lượng sẽ bao gồm tối đa 100 người, bao gồm phi hành đoàn và nhân viên hỗ trợ. Kiev bắt đầu một cuộc phản công mới cách đây một tháng để giành lại các vùng đất bị Nga chiếm đóng kể từ khi nước này bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Các nước phương Tây đã hứa sẽ sát cánh bên Kiev, cung cấp cho khí vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược. Úc cam kết đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine thắng thế trước sự tấn công của Nga vào trật tự dựa trên luật lệ. Hai tuần trước, nước này đã công bố một gói hỗ trợ trị giá 110 triệu USD cho Kiev, bao gồm phương tiện quân sự, đạn dược và tài trợ nhân đạo. Máy bay trinh sát E-7A Wedgetail, thiết kế trên nền tảng Boeing 737-700, được trang bị radar giám sát tầm xa. Radar thứ cấp cũng như các hệ thống liên lạc và truyền dữ liệu chiến thuật để đưa ra cảnh báo sớm. Cốt lõi của E-7A là cảm biến mạng quét điện tử đa chức năng MESA của Northrop Grumman cung cấp khả năng bao quát 360 độ. Đồng thời, WatchTel cũng có khả năng liên lạc và chia sẻ dữ liệu mạnh mẽ, cho phép nó truyền thông tin liên quan đến các phương tiện khác trên không, cũng như trên biển và trên mặt đất. Tại khu vực Berdyansk bị tạm chiếm, Trung tướng Nga Oleg Sokov đã bị thanh lý. Điều này được báo cáo bởi RBC Ukraine có liên quan đến cố vấn cho thị trưởng Mariupol Peter Andriyuchenko thông báo trên Telegram. Có thông tin cho rằng hôm nay tại khu vực Berdyansk, Trung tướng Nga Oleg Yuryevich Sokov đã bị thanh lý. Ông viết, theo Andriy vào tháng 9 năm 2022, ông ấy đã bị thương nhưng vẫn sống sót. Bây giờ họ nói rằng ngôi mộ cuối cùng đã được hoàn thành, cố vấn của thị trưởng nói thêm. Tuy nhiên, ông khuyên nên chờ thông tin chính thức. Trung tướng Oleg Sokov là tư lệnh sư đoàn súng trường cơ giới 144 thuộc quân đoàn vũ trang tổng hợp 20 thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga vừa được bom Storm Shadow hỗ trợ bay lên trời 100m để khảo sát mặt trận. Đồng chí đã đáp an toàn bằng đầu xuống Berdyansk thuộc Zaporozhye. Truyền thông Nga đã xác định rằng vào cuối tháng 5 năm 2023, khoảng 47.000 đàn ông Nga dưới 40 tuổi đã chết trong cuộc chiến chống xâm lược tại Ukraine. Đồng thời, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, tính đến sáng ngày 11 tháng 7, thiệt hại của Liên bang Nga tại Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã lên tới hơn 235.000 binh sĩ. Cần lưu ý rằng, Tổng cục Tin báo chính của Ukraine đã xác nhận thông tin về việc thanh lý chỉ huy tàu ngầm Krasnodar của Nga. Ông Sergei Rozitsky, người đã tham gia vào các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine. Các quan chức quốc phòng Anh cho biết, có tới một nửa số binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine có thể tránh được nếu họ được điều trị y tế đầy đủ. Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine 17 tháng trước, các lực lượng của Nga được cho là đã phải chịu khoảng 400 thương vong mỗi ngày, gây ra điều mà Bộ Quốc phòng Anh MOD gọi là cuộc khủng hoảng cung cấp hỗ trợ quân y Bản cập nhật MOD Vương quốc Anh hôm thứ Hai đã trích dẫn một tuyên bố của Bộ phận Đào tạo quân y của công ty Kalashnikov rằng khả năng có tới 50% trường hợp tử vong trong chiến đấu của Nga có thể được ngăn chặn bằng cách sơ cứu thích hợp. MOD cho biết các nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong là các cuộc chi có thể ngăn ngừa được là do sơ tán chậm và việc sử dụng không phù hợp loại garo chiến đấu thô sơ đang được trang bị của Nga. Các tuyên bố được đưa ra sau cuộc điều tra của hãng tin độc lập bằng tiếng Nga Medusa và Mediazone ước tính rằng khoảng 47.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến tranh. Phân tích các cáo phó đã xuất bản dữ liệu về tỷ lệ tử vong từ cơ quan thống kê nhà nước Liên bang Nga và hồ sơ cơ quan đăng ký chứng thực di trú quốc gia. Cuộc điều tra cho thấy đến ngày 27 tháng 5 năm 2023, khoảng 40.000 đến 55.000 nam giới Nga dưới 50 tuổi đã hy sinh khi chiến đấu ở Ukraine. Họ cho biết khi đếm những binh sĩ bị thương nặng đến mức không quay trở lại nghĩa vụ quân sự, tổng số thương vong của Nga ít nhất là 125.000 người. Con số này không bao gồm các binh sĩ mất tích hoặc bị bắt, hoặc các công dân Ukraine đang chiến đấu với các lực lượng ủy nhiệm của Nga có trụ sở tại Donetsk và Luhansk. Các nguồn tin cho biết, Medusa báo cáo những con số này đáng chú ý không chỉ vì chúng biểu thị hàng chục nghìn người mà Vladimir Putin đã gửi đến để chết trong cuộc chiến tranh xâm lược, mà còn bởi vì chính quyền đã làm việc không mệt mỏi để che giấu tổn thất thực sự và ngày càng tăng của cuộc xâm lược đối với chính người Nga. Moscow đã không cập nhật con số chính thức về binh sĩ Nga thiệt mạng kể từ tháng 9 năm 2022, khi Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố chỉ có 5.937 binh sĩ thiệt mạng thương vong của quân đội được xem thông tin mật theo sắc lệnh của Tổng thống ở Nga. Và những người dùng mạng xã hội Nga nếu tiết lộ những thông tin này sẽ bị truy tố. Ukraine ước tính con số thương vong của Nga cao hơn nhiều. Hôm thứ Hai, báo cáo hàng ngày cho biết lực lượng của Moscow đã mất 234.480 binh sĩ kể từ khi bắt đầu chiến tranh, bao gồm 440 người trong 24 giờ trước đó. Thưa quý vị, Ukraine đã phát hành một video kêu gọi sự kiên nhẫn khi nhiều người đặt câu hỏi về tốc độ phản công chậm chạp của Kiev. Hãy kiên nhẫn, bạn thân mến, chúng tôi biết những gì chúng tôi đang làm. Trung tâm truyền thông chiến lược và an ninh thông tin của Ukraine đã tweet vào Chủ nhật, chia sẻ một video dài 53 giây bao gồm các clip từ trò chơi điện tử, phim ảnh và cảnh quay chiến trường. Đoạn clip được phát hành ngay sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng các lực lượng của ông đang tiến chậm khi họ cố gắng chiếm lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ trong cuộc chiến kéo dài gần 17 tháng qua. Cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Kyiv bắt đầu vào đầu tháng 6. Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, tuần trước cho biết cuộc phản công nhằm mục đích làm hao mòn lực lượng của Moscow, đồng thời cho biết trọng tâm của Ukraine hiện tại là phá hủy thiết bị và nhân sự của Nga và rằng những ngày giao tranh vừa qua đặc biệt hiệu quả mà không cần giải thích. Chúng tôi đang tiến lên, Zelensky nói trong chuyến thăm Cộng hòa Séc vào thứ Năm tuần trước, Ukraine phòng đưa tin. Bây giờ chúng tôi có thể chủ động, cuộc tấn công diễn ra không nhanh, đó là sự thật. Tuy nhiên, Chúng tôi đang tiến về phía trước và không lùi lại như người Nga. Vì vậy, tôi coi đây là một điều tích cực. Đoạn video dài gần một phút do Ukraine phát hành hôm Chủ nhật mở đầu bằng tuyên bố rằng một số người nghĩ rằng họ biết chiến tranh là gì khi xem phim và chơi trò chơi điện tử. Hãy nhìn xem, chúng tôi biết bạn đang thiếu kiên nhẫn, nhưng đây là cuộc chiến của chúng tôi, chú thích của video cho biết. Đó không phải là chuyện bịa đặt và chúng tôi biết mình đang làm gì. Viện nghiên cứu chiến tranh, một cơ quan cố vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết Ukraine tuần trước đã phát động một làn sóng tấn công tên lửa có phối hợp trên toàn bộ mặt trận. Điều đó xảy ra sau khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết trên kênh Telegram của mình vào ngày 5 tháng 7 rằng các lực lượng Ukraine đang đánh kẻ thù ở phía đông mạnh mẽ đến mức ở một số khu vực, các đơn vị quân đội của họ đã bắt đầu rơi khỏi vị trí của mình giao tranh ác liệt đang diễn ra theo hướng bọc mút. ISW đánh giá rằng vào chủ nhật, các lực lượng Ukraine đã tiến hành các hoạt động phản công trên ít nhất 3 khu vực của mặt trận. Đồng thời đánh giá rằng tốc độ phản công hiện tại của Ukraine phản ánh nỗ lực có chủ ý nhằm bảo tồn sức mạnh chiến đấu của Ukraine và tiêu hao nhân sự và thiết bị của Nga với cái giá phải trả là tiến công lãnh thổ chậm hơn. Thưa quý vị, các bác sĩ ở Ukraine lần đầu tiên thực hiện thành công ca cấy ghép tim ở lứa tuổi thiếu nhi trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra ác liệt. Viện Tim mạch Australia ngày 10 tháng 7 thông báo, ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng diễn ra tối ngày 9 tháng 7 ở Kyiv, tim của cậu bé 4 tuổi chết não vì chứng phình động mạch được cấy ghép cho bé gái 6 tuổi. Đây là lần đầu một ca cấy ghép tim ở lứa tuổi nhỏ như thế này được thực hiện ở Ukraine. Ca phẫu thuật đặc biệt ở chỗ, cả người hiến tim và người nhận đều là thiếu nhi, đòi hỏi các bác sĩ nỗ lực cao hơn, Viện Tim Mạch Ukraine cho hay. Bác sĩ Boris Todorov, trưởng khoa phẫu thuật và điều trị xâm lấn tối thiểu, chủ trì ca mổ. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, bé gái được rút ống nội khí quản 2 giờ sau phẫu thuật. Ông viết trên Facebook, Viện Tim Mạch công bố ảnh cho thấy mẹ của cậu bé hiến tim đứng bên cạnh giường bệnh của bé gái. Ca phẫu thuật thành công, trái tim mới đang đập trong lồng ngực của cô bé. Oksana Dmitriyevka, Chủ tịch Tiểu ban Công nghệ Y tế Hiện đại và Phát triển Cấy ghép của Quốc hội Ukraine, viết Tôi đã khóc vì xúc động. Khi nhìn thấy hình ảnh mẹ của cậu bé đã qua đời, đến nghe nhịp đập tim của con mình trong lồng ngực người khác. Bà nội tạng khác của cậu bé là hai quả thận và một lá gan, cũng được cấy ghép cho hai trẻ em khác ở Bệnh viện Nhi đồng Quốc gia tại Kiev. Hai quả thận được cấy ghép cho một bé trai 12 tuổi, quê ở Kherson. Cô bé đã chờ cây ghép hơn 3 năm và bám trụ trong bệnh viện nhi. Bệnh viện cho hay, nói thêm, lá gan được cây ghép cho một cậu bé 15 tuổi. Xin gửi lời biết ơn tới bố mẹ của thiên thần nhỏ, những người đã thực hiện hành động cao cả trong thời điểm vô cùng khó khăn với gia đình. Anh chị là những người có tấm lòng cao cả. Demetria và nói, cầu mong thiên thần nhỏ yên nghỉ, cầu chúc các bệnh nhân đã nhận được cơ hội sống trọn vẹn sẽ phục hồi nhanh. Dmitrya và cho hay ca cấy ghép không thể thực hiện nếu thân nhân của người hiến không ra quyết định cứu mạng người mà họ không quen biết sau khi mất đi người thân. Đây là biểu hiện cao quý nhất của tình người, đặc biệt khi họ vừa mất con. Dmitrya và nói. Viện tim mạch Ukraine cho hay từ đầu năm tới nay đã thực hiện 23 ca cấy ghép tim trong bối cảnh chiến sự đang diễn ra ác liệt. Nếu ca phẫu thuật đang tiến hành và hệ thống báo động phòng không của Kiev kích hoạt y bác sĩ sẽ vẫn tiến hành bất chấp nguy cơ thành phố bị tấn công. Viện đã mua máy phát điện để các hoạt động phẫu thuật có thể tiếp tục trong thời gian mất điện, đồng thời chủ động về nguồn nước. Để đánh dấu 500 ngày diễn ra cuộc chiến toàn diện ở Ukraine, Bộ trưởng Chính phủ Phần Lan Anders Olekre đã phát hành một video về màn trình diễn bài Chovona Kalina, một cuộc tuần hành yêu nước của Ukraine trên cây đàn cello để tưởng nhớ những người đã hy sinh mạng sống của họ vì tự do của Ukraine. Alekhay là đại diện của đảng nhân dân Thụy Điển. Ông đã được bổ nhiệm làm bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu. Ông thích âm nhạc và khi không làm việc, ông thường chơi đàn cello. Bản ghi âm của tác phẩm được kèm theo một chuỗi video xen kẽ giữa màn trình diễn và cảnh quay từ Ukraine. Bộ trưởng viết, tự nhớ những người đã hy sinh mạng sống của họ cho tự do. 500 ngày gây hấn vô cớ, vô số tội ác chiến tranh, đánh mất tương lai nhưng cũng là thành công đáng khích lệ. Ukraine chiến đấu vì nền độc lập của mình nhưng cũng vì cả châu Âu. Phần lan sát cánh bên các bạn, hôm nay và ngày mai. Alekhay viết trong phần mô tả. Thưa quý vị, lá cờ Việt Nam được làm từ các mảnh gốm trên nóc nhà hội trường đảo Trường Sa lớn đã biến mất trên hệ ứng dụng của Google, thay vào đó là một màu trắng xóa. Sự việc được một số cư dân mạng Việt Nam phát hiện ngày 10 tháng 7 trên các ứng dụng của Google như Google Maps và Google Earth. Theo đó, khi chọn chế độ hình ảnh vệ tinh ở đảo Trường Sa lớn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nhiều người đã bất ngờ khi phát hiện quốc kỳ Việt Nam được làm từ gốm đã biến mất. The Saigon Post đã truy cập vào trang web Google Maps và ứng dụng Google Earth, kết quả tìm kiếm đảo Trường Sa lớn ở chế độ hiển thị ảnh vệ tinh cho thấy quốc kỳ Việt Nam trên nóc nhà hội trường đảo đã thực sự biến mất. Thay vào đó là một màu trắng xóa. Dữ liệu hình ảnh Google Earth cho biết bức ảnh trên được chụp trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2022 đến nay. Trong bức ảnh được chụp tháng 5 năm 2020 và những năm trước đó, quốc kỳ gốm Việt Nam vẫn còn trên mái nhà hội trường đảo Trường Sa lớn. Vụ việc đã khiến dư luận phẫn nộ vì cho rằng Google đã can thiệp và xóa quốc kỳ của Việt Nam trên đảo Trường Sa lớn. Rất nhiều người đã truy cập vào trang Google Maps và để lại các yêu cầu Google tôn trọng chủ quyền Việt Nam. Một số người cũng kêu gọi đánh một sao các ứng dụng của Google cho việc này. Tuy nhiên, đây chỉ là thiểu số. Phần lớn đều để lại thông điệp nhấn mạnh quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một vài người để lại hình ảnh của chính Google vào năm 2020 khi quốc kỳ gốm vẫn còn và yêu cầu tôn trọng sự thật. Quốc kỳ Việt Nam bằng gốm là ý tưởng của họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, xuất phát từ mong muốn ai cũng có thể nhìn thấy dù từ máy bay hay vệ tinh. Sau nhiều tháng ròng khảo sát, lên ý tưởng và được hỗ trợ của nhiều bên, lá cờ tổ quốc đặc biệt rộng 310m2 với kích thước 12,4m x 25m đã hoàn thành vào năm 2012. Được ghép từ 310.000 viên gốm màu sẫy cỡ nhỏ 3 x 3cm, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy từng chia sẻ những mảnh gốm gắn cờ là gốm phủ men màu đỏ tươi, bảo đảm chịu được mưa nắng ngoài trời, độ mặn của muối biển và không bị phai màu. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào.